Em tên Hoàng Anh Thắng, năm nay là em 34 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Còn em? Dạ, chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên Phạm Quỳnh Như, năm nay em 22 tuổi. Hiện tại thì em đang ở nhà nội trợ và hỗ trợ cho công việc kinh doanh của chồng em. 22 tuổi, niềm 34. Dạ. Lớn nhỏ nhau có con giáp mà. Đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Tụi em cưới nhau lâu chưa? Dạ gần được 1 năm rưỡi rồi. Thắng và vợ của mình là gặp nhau trong trường hợp nào? Em với ảnh gặp lần đầu tiên là cách đây 6 năm mà. Lúc đó là ảnh tham gia đội văn nghệ của trung tâm huyện cho ảnh, thì em mới vô. Vậy thì lúc mới vô đội em không có để ý gì, tại ảnh trên là tuổi mới nhìn đứng tuổi, lúc đầu vô em tính kêu bằng chú nữa. Nhưng mà tại thấy mấy bạn bằng tuổi kêu anh, em mới kêu bằng anh. Với lại lúc đó ảnh có gia đình rồi nên em cũng không có để ý gì tới. Dạ ảnh có gia đình, với lại con ảnh nay cũng 11 tuổi rồi. Thì lúc đó em vô em cũng không có để ý gì tới, chỉ như anh em bình thường ít nói chuyện lắm mà. Cái thời gian sau này, cái lúc ảnh chia tay vợ ảnh rồi thì 1 năm mấy sau, cái hai anh em cái kết nghĩa anh em thân nhau vậy, cái cứ nhắn tin qua lại thì ảnh buồn vui rồi ảnh cũng tâm sự với em vậy. Chứ em thấy cũng mến mến, nhưng mà chỉ là xem anh em bình thường thôi. Rồi cái đợt mà năm tháng 8 năm 2015 á, là anh cả em bên Mỹ về, thì nhà tổ chức chuyến đi chơi thì mẹ em mới ngỏ lời rủ anh này đi chơi, tại mẹ cũng mến, thì mẹ hướng tình cảm cho em quen. Trong quá trình đi ra ngoài thì cái bữa mà gần về, ảnh có ngỏ lời với em đang đi chơi với nhau ngoài chợ đêm, là lại ảnh kêu em gái cái em dòm ảnh, cái ảnh nói làm bạn gái anh nha. Em gái ơi, làm bạn gái anh nha. Dạ. Em hết hồn luôn. Dạ em hết hồn luôn. Tại vì thật ra lúc đó là trong em là chưa nghĩ gì. Dạ chưa nghĩ gì, với em cũng không thích lắm, vì tại lý do là ảnh có gia đình rồi, còn em thì mới lớn nên em không có nghĩ gì hết. Rồi sau chuyến đi đó về nhà, mấy ngày sau cái nhà em tổ chức tiệc chuẩn bị tiễn anh em về nước á, thì mẹ em rủ ra chơi. Cái do nghe ảnh hát cái bài Vì Đó Là Em cảm động mới quen. Ủa nhưng mà em mến cô này từ lúc nào? Nói chung thì lúc trước thì em có gia đình rồi, cũng không có để ý gì mấy. Nhưng mà em được cái may mắn á, là sau khi mà chia tay với vợ cũ á, thì lúc đó em buồn lắm. Thì em thuê một cái nhà sống một mình vậy đó. Cái bắt đầu là mẹ vợ của bé mới lại cũng ghé chơi mấy lần đó, nên mẹ vợ thương nên là cũng muốn hướng tình cảm cho em, nên là hai dì cháu cứ ngồi cũng nói chuyện tâm sự. Tại lúc đó thì em cũng mặc cảm tự ti lắm, không có nghĩ là một người trẻ như vậy là mình có thể là cứ làm vợ được. Nên là thấy một dịp may là như vợ em nói là đi mỗi chuyến đi du lịch đó, thì bày tỏ tình cảm. Dạ. Em không muốn nói gì với mẹ không? Có muốn cảm ơn mẹ không? Dạ. Để bộc lộ cái lòng biết ơn của mình với mẹ đi. Dạ. Cũng nhìn chương trình hôm nay, trước mặt mọi người thì con cũng bày tỏ tấm lòng của con. Thì cũng rất cảm ơn mẹ. Thứ nhất là thương con, cũng giống như con ruột trong gia đình vậy. Thứ hai đó thì vun vén để mà con cưới được một người vợ thật là tuyệt vời. Và giúp đỡ con trong việc nuôi con gái của con, và luôn theo dõi, động viên và khích lệ để vợ chồng con luôn vui vẻ và hạnh phúc tới bây giờ. Đó thì bây giờ hỏi thiệt bạn là bạn có yên tâm và bạn hạnh phúc với cái gia đình mới của bạn không? Dạ, em rất là yên tâm mà. Còn em thì sao? Em hạnh phúc không? Dạ có. Sở dĩ Vân hỏi câu hỏi này là vì Vân muốn tôi muốn chia sẻ một chút xíu với lại các bà mẹ đang xem truyền hình. Thực ra thì thường là mẹ thương con, không muốn con gái mình phải bị là cái gọi là cái người thứ nhì. Nhưng mà rõ ràng trong trường hợp này thì hoàn toàn không phải như vậy. Mẹ thấy cái bạn này là người tốt, hoàn cảnh của người ta không quyết định bất cứ một cái nhân cách nào của người ta hết. Chỉ biết bạn này cho dù bạn có gia đình rồi nhưng bạn là người tốt. Thì là mẹ thấy được cái điều đó, mẹ muốn định hướng cho con gái mẹ. Thì rõ ràng bây giờ là bạn có một cái gia đình rất là yên ấm hạnh phúc. Thấy cái cách mà người chồng lo cho vợ từ lúc mà bước lên như vậy là biết ở nhà được chồng cưng lắm, đúng không? Dạ. Ủa như vậy thì là con của em hiện giờ là ở đây? Con riêng của em đang ở với mẹ của bé. Vậy thì em và con của chồng em đã bao giờ gặp nhau chưa? Cũng có thấy nhưng không bao giờ tiếp xúc nói chuyện à. Dạ cũng ít lắm. Nói chung là không có nói chuyện, nhưng mà em thì về vấn đề đó thì bình thường thôi. Mấy dịp lễ rồi em cũng hay khuyên ảnh là về thăm, dẫn nó đi ăn đi uống đồ để không nó thiếu tình cảm. Tội tại vì trường hợp em thì trước đây cũng vì vậy, hoàn cảnh em thì em cũng không có sống chung với ba từ hồi nhỏ,
có mình mẹ nuôi ba anh em thôi nên em cũng hiểu. Vậy hả? Em có muốn nhân cơ hội này em nói điều gì với vợ em về cái chuyện tình cảm với em với con em không? Em cũng mong muốn là ước sao là cô cháu là có thể gần gũi nhau hơn, đi chung với nhau hoặc là ăn chung với nhau một cái nào đó thật là vui vẻ thì đó là một điều tuyệt vời. Chỉ mong vợ em hiểu thôi. Thì ở đây mình cứ cho đi rồi mình sẽ được nhận lại hết. Và nếu thực sự em yêu chồng em thì em phải giải tỏa cho chồng em việc này. Mình hãy coi con của chồng mình giống như là con của mình vậy đó. Thì mình sẽ nhận lại được ở chồng mình 100 lần hơn như vậy. Cái đó là chị nói nghiêm túc ha. Thì chị nghĩ rằng là cái ước muốn của chồng em nên thực hiện, em chủ động thực hiện. Anh ơi, em thấy tuần này vậy nè, anh đón con về đi, ví dụ vậy, cho đi chơi cho hai anh em nó chơi, không mất một cái gì, em chỉ có được thôi, em không bao giờ mất cái gì hết. Nói chứ 22 tuổi mà ông bà mình nói là gì, cơm chưa no lo chưa tới, mình là hơn người ta tới một con giáp lận. Thành ra là có những cái em phải nỉ non em nói để cho vợ em hiểu cái điều đó. Mà cô này cái mặt cô rất là phúc hậu, chị đã nhìn mặt cổ với cái suy nghĩ của cổ. Con nít cái tuổi của em á là chị chưa biết cái gì luôn á, lúc đó là đi học ở trong trường á, là cà tơn cà tơn á, chưa biết cách, gì đâu. Cái cách mà chia sẻ của em á, anh cảm nhận được em rất là hiện đại đó, cho nên chị nghĩ là em là người chủ động làm cái điều đó, em sẽ thấy tâm hồn nó thoải mái lắm. Tức là chồng đừng áp đặt cái chuyện này, chuyện đó là tự nguyện của em. Khi nào em cảm thấy tình cảm em vừa đủ để làm điều đó, em chủ động em làm. Không bắt buộc em là ngày mai, ngày mốt hay ngày kia, đừng như vậy, để trái tim mình nó điều khiển. Ok, dạ. Nha. Cứ làm thử đi. Đã là số 10 trong mắt chồng em rồi, bây giờ làm cái đó nữa cái là thành 20 luôn. Rồi, bây giờ về ở với nhau thì là có nhìn thấy những cái điều xấu ở nhau chưa? Có nghĩa là dạ bây chưa. Giờ nói thẳng ra luôn. Thật xấu á. Nói thẳng là đến phần mà gọi là nói xấu nhau đó, nói xấu nhau đó, bước 2 đó. Các tụi em cũng xem Vợ Chồng Son rồi đúng không? Dạ có. Tụi em cũng biết rằng cái điều thú vị nhất của chương trình đó là gì? Là vạch mặt nhau. Chồng em thì nói chung cũng không có gì xấu mấy, là cứ mỗi cái là lâu lâu hay nói chuyện cọc lóc em á. Tức là nói chuyện em hỏi đàng hoàng đầu đuôi, cái đầu đuôi anh này này kia, rồi anh đi làm về chưa này kia, cứ trả lời tiếng một thôi. Cái điều đó là bực mình thôi. Mà nói hoài không có đổi. Nhưng mà nói chuyện với người khác thì sao? Em muốn 4 tiếng mà nói chuyện với gái ngọt lắm. Như gái ngọt lắm hả? Nhắn tin mà ví dụ gái hỏi việc làm hoặc không bất kỳ vấn đề gì nói chuyện ngọt ngay à. Còn riêng với em nói chuyện tập lót bởi em bực. Ủa bộ vợ em không phải gái à? Đây rồi người tức. Như có một cái là làm sai không bao giờ nhận sai hết à. Y như cái chuyện hổng ảnh làm sai với em giận cái em một ngày, cứ qua tới ngày sau cái vẫn không xin lỗi em, cái em hơi nguội nguội rồi, cái bắt đầu cái thấy em hơi làm cái gì sai cái kiếm chuyện cái gây lại, cái em phải đi xin lỗi. Cái còn cái gì từ nào giờ luôn. Tại chú nghĩ chú lớn rồi đó. Dạ. Rồi chú tự nhiên người lớn đi sĩ diện quá mà giờ quá mình làm mà đúng hay làm sai gì cũng không xin lỗi lắm. Lì lắm. Chú lì quá chú ơi. Thế anh kể. Trời, khán giả đề nghị về xin lỗi đi kìa. Chú phải nhường bé chứ, trời ơi bé nhỏ tội nghiệp, bé nhường bé. Chút nữa sẽ xin lỗi sao được không? Dạ. Nói chung bà xã em á thì rất là tuyệt vời về mọi mặt. Có cái vợ em cũng nhỏ nên vô tư quá. Em chỉ có yêu cầu về cái vấn đề mà bớt vô tư là một chút xíu thôi. Ví dụ như á, đợt đó có mấy đứa em của em á, lâu ngày gặp nhau qua chơi, em thì em đi làm, em nói ở nhà tiếp mấy đứa em rồi cho ngon lành nghe chị hai, nghe em. Nói là lúc đó là vợ em á, tuy nhỏ nhưng mà vai lớn, là ấy em đi em cũng yên tâm. Cái bắt đầu là đi cái em về, thấy khách thì ở nhà đang nấu nướng rồi ở nhà tự làm mình, cứ hỏi chị hai đâu. Nói em tới có chút xíu, cái chị hai đâu rồi. Cái đầu là em gọi điện cũng không được, đợi mãi tới về cái hỏi ủa em đi đâu mà lâu quá, để mấy đứa ở nhà không có ai ở nhà hết mà em còn đi nữa. Nói, em đi siêu thị chơi. Vô chỗ chơi là đó hay gì á? Đi vào siêu thị mua đồ mà chẳng lẽ ngày nào cũng đi được, chứ đang có khách ở nhà bỏ đi vậy. Nên đợt đó em cũng giận lắm. Rồi giờ mong muốn thay đổi điều gì Thắng? Chỉ mong vợ em á là làm tốt cho em cái câu giàu giờ bạn sang như vợ gì đó. Thì mong là vợ em làm được cái đó tốt nữa thì vợ em là tuyệt vời. Chỉ mong vậy thôi, không có đòi hỏi gì thêm nữa. Còn em? Em thì em mong ảnh
định nói chuyện cộng lớp với em à. Ví dụ như cộng lớp với em được nhưng vẫn phải cộng lớp với người gái khác, cỡ này trong khi ngọt ngào với người khác mà với em cộng lớp bực kỳ mình quá. Ví dụ như em làm lại vậy chứ ổng thôi khỏi nói luôn. Bây giờ nó muốn ổng xin lỗi mình không? Dạ muốn. Sao nào giờ chưa bao giờ xin lỗi. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Rồi đứng đó. Xin lỗi. Nó xin lỗi vợ nha. Không phải là anh vợ không nói được đi. Câu đứng xin lỗi đi. Nhưng mà là để mình càng giận càng hiểu nhau hơn chứ. Về mà cứ yêu thương nhau hoài thì cũng không có tìm ra được thế nào để mình sửa đổi, em hiểu không? Nên là thôi có nhiều lúc cũng muốn nói lắm nhưng mà nó khó nói sao á, chứ không phải là anh không nói được. Thôi nhân bữa nay thì có mọi người chứng kiến thì thật lòng xin lỗi em, mong là sau này á anh sẽ sau này thì sẽ không còn chuyện đó tái phạm nữa. Ôm hôn nhau cái đi, trời ơi cái cách của bạn.